chư tướng hết giả thượng du nam bắc sợ khai mặt khảm đông tây cho chào cái thả cho ra nếu kẻ nào cãi lời ta chém chém đầu là tỉnh đó nha. Thank you.
cái bụng thân, nàng nghe ta hội và nàng cái đó một buổi mờ sống lớn, một mình đi lửa chạy qua đến hải độc quán để làm gì, khó không phải tới được từ cớ sự và xin tiếng lên. Thầm mơ để cả gái đi
để sau giả giả làm hương chớ về quê nhà, thuộc tới chú cháu cho lần sau.